Chào bà con đã quay trở lại với kênh của em. Nhà buồn quá bà con. Sẵn hôm nay có một cái chiên vịt giao hàng gấp. Em mời cô chú anh chị mình sẵn dậy về xưởng chiên vịt. Coi chiên vịt cánh thái luôn cho bà con mình coi, mấy nay hỏi cánh thái quá trời nè. Mời cô chú anh chị. À không làm gì, về sẵn có to hàng gấp rồi. Sẵn mời bà con về coi nha. Nhà tiếp tục lên cho bà con mình một cánh nhỏ 56 sử dụng cho máy 100 ngựa. Cho những cái vỏ tầm khoảng 3-4 tấn nha cô chú anh chị nha. Rất là đẹp. Cao tốc lại lên clip cho cô chú anh chị mình. Bà con nào cần sử dụng chiên vịt cao tốc, lấy hết tua máy, khắc phục đụng lườn, khắc phục cột nước. Nhà nhà em sẽ khắc phục cho cô chú anh chị mình. Độ nơm nước của chú anh chị mình thấy không? Từ cánh nhỏ, cánh mini đến cánh lớn nhà em có thực hiện hết cho bà con mình nha. Và giá tiền thì sẽ cạnh tranh hơn tất cả mọi vị trí cho cô chú anh chị mình. Hàng ở đây chiên vịt thì sẽ bao cân chỉnh cho cô chú anh chị mình, nặng nhẹ. Này, xác suất tính ở đây tầm khoảng 90% nha cô chú anh chị nha. Còn phụ thuộc vào cái máy của mình là mạnh hay yếu nữa. Ở đây thì em 5 tấc 6 này, hiện tại cái bề cùi để em đo cho cô chú anh chị mình coi. 16 phân. Mặt cánh 22 nha cô chú anh chị nha. Máy 100 ngựa. Lòng 98. 5 tấc 6 nha cô chú anh chị. Để em lật ngược lại cho cô chú anh chị mình coi phần bịch dưới. Ra đây, mặt còn lại nè cô chú anh chị. Độ nơm nước của chân vịt của nhà em thì rất là cao nha. Dạ, những vị trí nào mà nói là chân vịt nhà em chả không đạt á, dạ thì coi lại những cái clip mà trước giờ tự tay em đặt và tự tay em sắp chân vịt cho khách. Có những clip chạy tốc độ đó, dạ đánh giá, chứ em thì em không công nhận, không dám công nhận là cái chiên vịt nhà em là dữ. Và dạ, cái đó là phần đó là khách đánh giá, dạ chứ em không dám đánh giá nha các tình yêu. Dạ đây, 5 tấc 6, còn 45. Đó, chiên vịt lớn nhỏ mini đều nhận hết của chú anh chị. Dạ đây là hai cái cánh thái nè. Đó, chút nữa lên bàn quay cho cô chú anh chị mình coi. Hai cánh thái. Đây cái nữa, chuẩn bị lên xe nha các tình yêu. Rồi, bà con ai có nhu cầu sử dụng chiên vịt cao tốc, tốc độ, khắc phục động lương, lấy hết tua máy, chạy lấy tốc độ, nhà em làm hết cho bà con mình nha. Này, rất là sướng mắt nha, độ nơm nước cực kỳ cao luôn. Nhà đây, bắt xả nước nè. Rồi, bà con mình cần sử dụng chiên vịt cho máy gì, hộp số bao nhiêu, vỏ composite, nhôm hay gỗ, nhắn toàn bộ thông tin vào Zalo em sẽ tư vấn cho cô chú anh chị. Lỗ con láp thì sẽ làm theo yêu cầu bà con nha. Nhà báo con lắp bao nhiêu thì đây tụi em sẽ đổ cho các tình yêu. Rồi bắt đầu tiến hành về ráp vô là chơi. Cảm ơn bà con. Bây giờ thì em sẽ gác cái cánh thái lên để em quay cho bà con, cho bà con mình coi luôn. Độ nơm nước cực kỳ sướng mắt nha cô chú anh chị. Chương trình cao tốc tiếp tục lên hàng, tiếp tục lên kệ. Giờ quay cánh thái cho bà con mình coi nha. Cánh tốc độ cho ghe tải. Đây còn một đống này nè cô chú anh chị.
một rồi, này là lọt một cái nè, giao khách rồi xong, khách đổi máy bự luôn, khách lên cánh lớn còn 5638 nè, 15-2 rồi, ai cần giao luôn, cánh xéo có cánh xéo luôn, cánh cực quýp luôn. Đá thiệt chứ. Ok. Cánh xéo, cánh thường, cao tốc, đủ loại hết, trà bá lửa có luôn. À, sướng. Làm to đi hả người hả? Cái giấy gì to đi cho đi nhau cái này là cái đó. Lên cần cái đó luôn đi, sẵn cần cái nhỏ đi giao luôn. Hai bữa cái. Anh hai bữa bé cân cho đi hai. Cân đi hai. Rồi hai hai chục ký cân chưa? Rồi, đi khỏi hai. Tặng cái ơi. Hello. Cười lên. Hello, chào. Không có cười nổi luôn, đi ăn đi nhậu cho dữ về không có cười nổi. Bà con mình thấy không, anh tôi vậy á. Tối ngày chỉ có ăn với đi nhậu không à. Về rồi than rồi bệnh rồi quản. Có bệnh không? Bệnh. Bệnh ừ. Quái trưởng. Lên xe. Rồi, hẹn gặp lại cô chú anh chị vào những video tiếp theo và xem kênh, bấm vào nút đăng ký bên dưới để cập nhật những mẫu ghe máy mới nhất vào 5 giờ chiều mỗi ngày nhé. Lên tự đã lên. Rồi, cần làm cho máy gì, hộp số bao nhiêu, ghe gì thì cứ nhắn thông tin nha vào Zalo, em tư vấn kỹ hơn cho các tình yêu. Rồi, hẹn gặp lại các tình yêu.